Thưa quý vị, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi mới nhất đã thêm một tội danh mới để xử lý hành vi giải đinh vật sắc nhọn trên đường bộ. Theo các chuyên gia, bổ sung này là rất cần thiết để đảm bảo cho người phương tiện khi lưu thông. Theo đó, người nào cố ý đạn, giải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm, phạm tội từ 2 lần trở lên trên các tuyến đường cao tốc, trên các đoạn đường đèo, dốc hoặc các đoạn đường nguy hiểm khác, làm chết người hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác là những tình tiết tăng nặng định khung. Khung hình phạt cao nhất của tội này 12 năm tù. Ngoài ra, ngoài phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng. Khi thảo luận tại Quốc hội, đã có nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với việc bổ sung tội danh mới này vào Bộ luật Hình sự sửa đổi để góp phần bảo vệ quyền về an sinh xã hội, quyền sống trong môi trường an toàn, lành mạnh của người dân.